Các kênh truyền hình Nhật Bản từ trước đến nay vốn nổi tiếng khi đã sản xuất vô số chương trình thực tế để thử thách giới hạn chịu đựng của con người, như Takeshi's Castle hay Chagaman. Có lẽ chúng ta đã không lạ gì với điều này. Thế nhưng, cũng ở Nhật Bản, tồn tại một chương trình truyền hình thực tế có thể nói là khủng khiếp nhất trong lịch sử, khi dường như vượt qua giới hạn cơ bản không chỉ của một show truyền hình, mà còn là cả mạng sống của một con người. Đó là chương trình Susanoo Denba Shonen. Một trong những chương trình thực tế điên rồ và tàn bạo tới mức khiến một người đàn ông trần truồng suốt 15 tháng, trải qua những ngày gần như chết đói trong một căn phòng nhỏ hẹp. Có khi phải ăn thức ăn cho chó, thậm chí là phải chơi trò may rủi để đổi được thức ăn. Và rồi, hậu quả cuối cùng là mệt mỏi, cuồng chí đến mức gần như phát điên. Show truyền hình độc ác nhất Nhật Bản, Susanoo Denba Shonen. Chương trình truyền hình thực tế Susanoo Denba Shonen là một chương trình thực tế được ví là vô nhân đạo, được công chiếu trên Nippon TV, đài Tokyo những năm 1998, là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với những người tham gia và cả khán giả. Nó chủ yếu được biết đến với những tình huống khắc nghiệt mà những người tham gia mỗi mùa, thường là những diễn viên hài chưa nổi tiếng, được đặt vào, và những thử thách được xây dựng giống như trong một bộ phim sinh tồn. Mỗi mùa của Susanoo Denba Shonen có một kiểu chơi khác nhau. Có mùa thì thí sinh mắc kẹt trên một hòn đảo và phải đi bè rồi dành 4 tháng để cố gắng trốn thoát. Có mùa người chơi phải đi nhờ xe từ Nam Phi đến Na Uy. Hoặc một mùa khác, thí sinh bị đưa vào phòng có TV để xem đội bóng chày yêu thích của anh ta thi đấu mỗi ngày. Nếu đội thắng, người đó sẽ được ăn. Nhưng nếu đội thua, người đó sẽ không ăn và trong phòng sẽ bị cắt điện. Chỉ cần thua một trận đồng nghĩa với việc người tham gia rất có thể phải chết đói. Một trong những thí sinh nổi tiếng nhất trong loạt phim thực tế là Tomoaki Hamasu vào mùa 2 của chương trình, cũng trong năm 1998. Đầu tiên, phía tổ chức sản xuất tuyển chọn những diễn viên hài chưa nổi tiếng để tham gia và được tập trung vào trong một căn phòng. Sau đó, đạo diễn nói với họ một câu úp mở đầy khó hiểu: chương trình này chỉ cần may mắn là được. Rồi tiến hành rút thăm trúng thưởng. Người được chọn ngày hôm đó là Tomoaki Hamasu. Tomoaki Hamasu vốn là một người vui vẻ, nhiều năng lượng. Anh tự nhận rằng tiêu chuẩn hạnh phúc của mình trước đây vốn rất thấp, nên anh có thể hạnh phúc một cách dễ dàng. Thế nhưng cho đến khi anh nhận ra khi mình có thể khiến những người xung quanh mình có thể mỉm cười hoặc hạnh phúc, niềm hạnh phúc của anh càng to lớn và vĩ đại hơn. Cuộc sống của anh ấy sẽ vì vậy mà đáng sống hơn. Thế nên, anh chọn làm diễn viên hài và tham gia chương trình để mọi người biết đến mình nhiều hơn. Sau khi được chọn, Tomoaki Hamasu quả thực đang tiến đến ước mơ của mình ngày một gần hơn. Đó là được nhiều người biết đến. Thế nhưng anh không biết rằng những gì sắp diễn ra sẽ kinh khủng đến nhường nào. Khi được chọn, Tomoaki Hamasu được nhà sản xuất bịt mắt và đưa lên xe. Sau khi xuống xe, anh được dẫn vào một căn phòng chung cư chật hẹp. Đến nơi, ngay khi vừa gỡ tấm bịt mắt ra, một khung cảnh bất ngờ hiện ra trước mắt anh. Một căn phòng với bưu thiếp, bút bi, điện thoại, đài phát thanh, đệm ngồi, bếp ga mini, nhà vệ sinh, bồn tắm, máy điều hòa nhiệt độ và vô số tạp chí được chất đầy trên bàn. Đằng sau camera, nhà sản xuất bảo anh ta cởi bỏ quần áo, kể cả đồ lót trên người, và yêu cầu anh sống trong căn phòng với rất ít tiện nghi này. Nhiệm vụ của Tomoaki Hamasu ở trong căn phòng là hàng ngày anh ta cần điền phiếu nhận thưởng để tham gia rút thăm trúng thưởng. Nếu như anh may mắn trúng, họ sẽ thông báo qua điện thoại và sản phẩm trúng thưởng sẽ được chuyển đến tận phòng của anh. Cho đến khi nào Tomoaki Hamasu đạt được mức thưởng 1 triệu yên thì chương trình sẽ kết thúc. Một tin động trời nữa là Tomoaki Hamasu sẽ không được cung cấp vật dụng nào khác trong suốt quá trình tham gia. Anh phải tìm cách xoay sở để sống sót bằng phần thưởng mình nhận được, mặc kệ đó là thứ gì.
Quá trình này được quay lại và phát sóng khoảng từ 8 đến 10 phút một tuần trong suốt 15 tháng trong chương trình Dan Pashonen. Ngay lúc đó, nhà sản xuất đặt tên cho Tomoaki Hamasu là Nasubi, trong tiếng Nhật có nghĩa là cá tím. Do anh sẽ phải khỏa thân nên các nhà sản xuất phải che vùng kín của anh ấy bằng một quả cá tím hoạt hình. Họ cũng chế nhạo luôn khuôn mặt của anh ấy trông giống như một quả cá tím. Cái tên Nasubi gắn liền với anh từ đây. Giờ đây, việc Nasubi cần làm là viết phiếu tham dự trúng thưởng với mục đích tìm hiểu xem liệu một người có thể sống sót chỉ bằng giải thưởng trúng được hay không. Và rồi người trong chương trình lắp camera quan sát, micro cùng một ít bánh mì cho Nasubi rồi biến mất. Trò chơi bây giờ chính thức bắt đầu. Và như vậy, Nasubi bắt đầu thử thách với con số 0. Không có quần áo hay bất kỳ hình thức giao tiếp nào với bên ngoài. Và không có gì để anh làm ngoại trừ những tạp chí mà anh đã được giới thiệu qua để lấy các mẫu đơn tham gia rút thăm trúng thưởng. Trong một giờ đầu tiên, vì chưa quen với không gian mới nên Nasubi đã đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, sau đó Nasubi đã bắt tay vào công việc viết bưu thiếp, gửi đi tham gia dự thưởng. Tuần đầu tiên, vì bị sốc ngay lập tức khi quần áo của mình bị lấy đi, một trong những mục tiêu đầu tiên của Nasubi là giành được một số quần áo để anh ấy không phải ra mắt khán giả truyền hình trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân. Anh đã đăng ký để giành được một chiếc tạp dề, nhưng cuối cùng anh đã không giành được chiến thắng trong cuộc rút thăm trúng thưởng đó. Hết tuần, hàng trăm tấm bưu thiếp được gửi đi, nhưng không có tấm nào nhận được hồi âm trúng giải. Chỉ có duy nhất một cuộc điện thoại gọi nhầm đến mà thôi. Nasubi biết rằng đồ ăn lúc này là rất khó kiếm, nên chỉ ăn ít bánh mì được cho ban đầu và uống nước, nên anh sụt cân thấy rõ. Qua đến tuần thứ hai, khi đã ăn hết số bánh mì được cung cấp ban đầu, may mắn đã mỉm cười với cả tím Nasubi khi anh trúng được một hộp 12 loại thạch dinh dưỡng. Lo sợ tình trạng khan hiếm thức ăn, cá tím đã lên hẳn một kế hoạch ăn uống để dự trữ dần dần. Cũng trong lúc này, anh đã giành được một chiếc xe đạp. Một giải thưởng khiến anh ấy rất phấn khích trong một thời gian ngắn, để rồi sau đó khiến nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm cảm. Xe đạp có tác dụng gì đối với Nasubi khi anh không có quần áo và thậm chí không thể rời khỏi căn phòng của mình chứ? Anh đạp bàn đạp vài lần và sau đó đặt nó vào góc phòng. Tiếp tục nối tiếp chuỗi may mắn của mình. Không lâu sau đó, Nasubi hào hứng khoe với camera về 5kg gạo mà mình vừa trúng được. Tưởng chừng Nasubi sẽ có một cuộc sống ấm no. Thế nhưng khó khăn xuất hiện khi có gạo nhưng không thể nấu cơm vì anh làm gì được cung cấp nồi cơm điện. Không bỏ cuộc, Nasubi tìm mọi cách để có thể nghĩ ra từ ăn sống đến ngâm vào nước để nở thành cháo, nhưng đều không ăn được. Đột nhiên, một ý tưởng lóe ra trong đầu Nasubi. Anh lấy hộp thạch ra, làm nồi, rồi cho gạo và nước vào. Bật ga, và cuối cùng, sau mấy tiếng chờ đợi dài đằng đẵng thì cũng thành công. Sau một tháng trời ròng rã cầm cự với số bánh mì cùng thức ăn từ việc trúng thưởng lần đầu ít ỏi, thì Nasubi cũng vui mừng khi được ăn cơm. Trong 2 tháng đầu, với hơn 5.748 lần tham dự bốc thăm và chỉ trúng được 5 lần, nhưng tất cả đều là những món rẻ tiền, nên chặng đường đến mục tiêu 1 triệu yên, tương đương 178 triệu Việt Nam đồng, đối với anh là quá xa vời. Một khó khăn khác với Nasubi là khi bị nhốt trong không gian kín và không được bước chân ra thế giới bên ngoài trong quãng thời gian dài, đã khiến anh dần mất đi sự tỉnh táo, cũng như bắt đầu có những biểu hiện và hành động lạ kỳ. Anh ấy trò chuyện với poster trên tường hoặc cố gắng bắt chuyện luyên thuyên càng lâu càng tốt với bất cứ nhân viên gọi từ vấn bán hàng nào, khi gọi vào số điện thoại của mình để vơi bớt nỗi buồn. Tuy nhiên, nhờ vào may mắn trong những lần trúng thưởng trước đã giúp Nasubi có thêm được sự tự tin. Anh không ngừng gửi đi những lá thăm trúng thưởng và trúng rất nhiều món đồ như lều, bánh xe, gấu bông. Dù những món đồ anh nhận được không xa xỉ và đôi khi không hữu ích, nhưng anh vẫn rất hy vọng và kiên nhẫn tiếp tục điền phiếu trúng thưởng để nhanh chóng đạt mốc 1 triệu yên như nhà sản xuất yêu cầu. Vào tháng thứ tư, sau 3 tháng không vệ sinh răng miệng, cuối cùng anh cũng trúng một bộ bàn chải đánh răng và sử dụng nó.
Những tháng ngày hết thức ăn sau đó, Nasubi đã cầm cự sống qua ngày bằng thức ăn cho chó hoặc đồ ăn vặt mà anh chúng được. Tuy nhiên, niềm an ủi lớn nhất vào lúc này của anh đó chính là nếu tính tổng những món hàng mà anh đã trúng được trong vài tháng qua, bản thân đã kiếm được một nửa số tiền được yêu cầu ban đầu. Đầu tiên là chiếc TV. Giải thưởng có thể nói là có giá trị giải trí nhất của Nasubi. Nhưng khi cắm nó vào, anh nhận ra căn phòng không có anten hoặc cáp kết nối nên chẳng xem được gì. Nhiều tháng sau, cuối cùng anh ấy cũng giành được một cuộn băng VCR và hai cuộn băng VHS. Rồi cuối cùng là cả thiết bị trò chơi điện tử PlayStation 1 và thiết bị mô phỏng tàu hỏa Densha The Go. Nasubi chơi máy chơi game mới của mình trong 3 ngày liên tục, rồi nhận ra rằng việc viết thư mất quá nhiều thời gian. Vì vậy, anh đã cất nó cùng với tất cả các giải thưởng vô dụng khác của mình. Sau đó, Nasubi nhận được một chiếc quần lót nội y, nhưng nó lại quá nhỏ so với thân hình của anh. Tiếp nữa là một đôi giày trang trọng, vừa vặn hoàn hảo nhưng không được sử dụng vì anh đang ở trong phòng một mình. Rồi rất rất lâu sau đó là một đôi giày thể thao Adidas quá nhỏ. Đột nhiên, đoàn sản xuất mở cửa bước vào phòng. Họ bắt đầu bịt mắt anh và chuyển anh đi nơi khác. Khi được hỏi lý do thì được trả lời rằng đổi sang nơi ở mới sẽ có phong thủy tốt hơn để anh có thể chiến thắng trò chơi. Chẳng biết có phong thủy không, nhưng việc không được tiếp xúc với người ngoài dần khiến anh trở nên phát điên. Anh thường xuyên nói chuyện với cả động vật hay thậm chí là những chú gấu bông bởi anh xem chúng như những người bạn thân nhất của mình. Ngoài ra, anh nhảy múa quay cuồng như một đứa trẻ mỗi khi khoe giải thưởng vừa nhận được ngay trước camera. Dần dần như thế, anh bắt đầu không thể giao tiếp với người lạ, trừ bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe định kỳ của anh và nhân viên giao hàng. Cuối cùng, đến tháng 12 năm 1998, cá tím đã đạt được mục tiêu 1 triệu yên. Sau khi được thông báo về chiến thắng của mình, Nasubi được trả lại quần áo, bịt mắt và đưa đến một địa điểm bất ngờ. Sau khi đến nơi, họ tháo khăn bịt mắt của Nasubi ra. Anh ấy thấy mình đang ở Hàn Quốc. Lúc này Nasubi rất vui vẻ vì tin rằng mình đã nhận được giải thưởng đặc biệt cho một năm làm việc chăm chỉ. Vậy là anh được nhà sản xuất cho đi ăn thịt nướng, vui chơi ở các địa điểm du lịch, mua sắm thỏa thích, mà không hề biết rằng mọi thứ chưa thực sự dừng lại. Sau khi thỏa mãn tất tần tật những mong muốn của Nasubi, tổ chức sản xuất lại tiếp tục bắt anh, bịt mắt anh và dẫn đến một căn phòng khác. Nasubi bàng hoàng không nói nên lời. Họ lại yêu cầu anh cởi quần áo và tiếp tục việc bốc thăm trúng thưởng với đống bì thư và tạp chí đã được chất đầy trong phòng. Lần này, số tiền không như lần trước, mà chỉ cần anh trúng đủ số tiền vé máy bay trở về Nhật Bản là 45.900 yên. Trải qua nhiều tháng bị giam cầm cùng số kinh nghiệm đã tích lũy của mình, Nasubi đã chơi game thành thần khi chỉ trong thời gian ngắn kỷ lục, anh đã gom đủ số tiền yêu cầu. Và dĩ nhiên, nhà sản xuất không thích điều này. Họ đột ngột thay đổi vé máy bay lên hạng thương gia 57.300 yên. Vì bốc thăm trúng thưởng bây giờ đối với Nasubi dễ như ăn kẹo, nên sự tự do của anh cũng tăng giá lên mỗi ngày. Số tiền tăng lên 81.600 yên, tương đương 14,4 triệu Việt Nam đồng. Và cuối cùng trở thành vé máy bay hạng nhất từ Seoul quá cảnh qua Paris về Tokyo trị giá đến 944.400 yên, tương đương 167 triệu Việt Nam đồng. Cứ tưởng Nasubi sẽ bỏ cuộc với bẫy chiêu trò của nhà sản xuất, nhưng không, anh đều hoàn thành được tất cả chúng. Nasubi vốn dĩ đã có thể bay về Nhật Bản, nhưng một lần nữa anh lại bị đưa đến căn hộ hẻo lánh khác. Tuyệt vọng và cam chịu, Nasubi bắt đầu cởi hết quần áo mà không cần chỉ dẫn. Đột nhiên, các bức tường của căn hộ đột ngột sụp đổ. Trước mặt Nasubi là một trường quay truyền hình trực tiếp với đầy những khán giả đang cổ vũ. Họ thông báo rằng anh là người xuất sắc vượt qua thử thách của chương trình và đã lập được kỷ lục người tồn tại lâu nhất 15 tháng bằng bốc thăm trúng thưởng. Nasubi vô cùng bối rối và hoảng hốt. Mặt anh đơ ra vì trước giờ vẫn luôn nghĩ rằng chương trình chưa được phát sóng cơ mà. Nasubi đã bị lừa dối. Trong trường hợp của Nasubi, có lẽ anh đã rất bất ngờ khi biết suốt thời gian qua, khán giả đã theo dõi anh trong sự thích thú. Thật sự quá kinh hoàng để anh có thể lập tức tiếp nhận sự thật này. Và rõ ràng, nhà sản xuất đã có nhiều hơn một lời nói dối đối với Nasubi.
Đầu tiên khi các đạo diễn nói với anh rằng đây là chương trình ghi hình và phát lại, thì thực chất sau mỗi số quay, chương trình của anh sau đó được biên tập và đã được chiếu ngay trên TV. Thứ hai, đúng là ban đầu chương trình hoàn toàn đơn giản là chương trình truyền hình thực tế để phục vụ khán giả. Nhưng do thu được quá nhiều lợi nhuận nên họ quyết định kiếm tiền từ Nasubi. Cụ thể, việc cho anh đi du lịch Hàn Quốc cũng nằm trong kế hoạch của nhà sản xuất. Họ tặng tô mì rồi nhân lúc anh ăn, chương trình đã quay hình lại rồi dùng làm clip quảng cáo mì ramen. Bên cạnh đó, họ cũng xuất bản hai quyển sách từ nhật ký của Cà Tím và bán được 800.000 cuốn. Video ghi hình của anh cũng bán được tới 100.000 bản và nhận về doanh thu khổng lồ. Thứ ba, khi người xem liên tục thắc mắc rằng không biết được có bao nhiêu phần là sự thật, bao nhiêu phần là sắp đặt trong chương trình này, rồi những phần thưởng anh ta nhận được có đúng là những gì anh ta đã thực sự trúng, hay một phần do sắp đặt của nhà sản xuất để câu chuyện phát triển theo ý mà họ muốn. Vậy là nhà sản xuất quyết định di chuyển Nasubi đến một không gian mới, cách xa vị trí ban đầu để tránh ảnh hưởng việc ghi hình. Sau khi chuyển anh đến căn phòng mới, ngay ekip sản xuất đã huy động đội ngũ livestream lên đến hơn 50 người để bắt đầu phát sóng trực tiếp sinh hoạt của anh 24/7 để tất cả khán giả theo dõi Nasubi liên tục. Vào thời điểm năm 1998 đó, thời mà Internet còn chưa được biết đến rộng rãi, nhưng chương trình đã phá kỷ lục, trở thành loạt phim được nhiều người xem nhất trong lịch sử Nhật Bản với tổng số 17 triệu người xem vào mỗi tối chủ nhật. Những người này sẽ trực tiếp chứng kiến cuộc sống của một người đàn ông bị hủy hoại đúng với từng phút, từng giây, những gì đang xảy ra lúc bấy giờ với người đàn ông này, Nasubi. Liệu mọi chuyện có thực sự tàn khốc như chúng ta thấy? Nhiều người đã thắc mắc, có thực sự Nasubi thực sự giành được thức ăn cho chó, xăm xe, 4 chiếc lốp xe và nội y mà không bao giờ giành được bất kỳ bộ quần áo thực sự nào cho mình hay không? Bởi nếu nhà sản xuất muốn, họ có thể giả vờ để Nasubi trúng thưởng những món đồ đó. Hoặc ngược lại là ăn chặn những sản phẩm mà lẽ ra anh ấy trúng được để tạo sự khó khăn cho Nasubi chẳng hạn. Tuy nhiên, gần như chắc chắn rằng Nasubi đã không nhận được sự can thiệp giúp đỡ nào của nhà sản xuất. Bởi sau các video, có thể nhận thấy anh trở nên gầy hơn, xanh xao hơn, nhiều râu hơn. Nasubi sau này cũng tiết lộ rằng anh đã nghĩ đến việc trốn thoát nhiều lần. Nhưng vì anh ta trần truồng và không có quần áo, anh thậm chí còn không thể chạy đến cảnh sát để được giúp đỡ. Từ sau vụ việc của Nasubi, chương trình nhận về nhiều lời chỉ trích và phải dừng phát sóng vào năm 2002. Không phải tất cả đều tồi tệ. Nasubi sau đó thế nào rồi? Còn phía của Cà Tím Nasubi, từ một diễn viên hài vô danh, Nasubi đã trở thành người nổi tiếng mà ai ai cũng biết. Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc, anh đã trải qua thời gian vô cùng khó khăn. Dù Nasubi đã được mặc quần áo, nhưng anh lại cảm thấy nóng bức và đổ mồ hôi trong 6 tháng đầu tiên sau chương trình và gặp khó khăn trong việc trò chuyện với những người xung quanh trong một thời gian dài. Về sau, anh cũng tham gia đóng phim. Dẫu không thành công rực rỡ trên con đường diễn viên như mong muốn, nhưng trải nghiệm từ chương trình kỳ quặc đó đã đưa anh trở thành tấm gương cho nhiều người trong xã hội về lòng kiên trì trước mọi khó khăn trong cuộc sống. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, khi xảy ra trận động đất lớn ở quê hương của anh, Fukushima, anh đã tham gia thử thách leo lên đỉnh Everest vì mục đích từ thiện. Sau 3 lần thất bại, 2013, 2014 và 2015, thì vào ngày 19 tháng 5 2016, anh đã thành công chinh phục nóc nhà cao nhất thế giới này. Khi chinh phục được đỉnh Everest, anh truyền động lực tới mọi người bằng câu nói: "Chúng ta hãy cùng cố lên." Vào tháng 4 năm 2020, Nasubi đã xuất hiện rất tích cực trên phương tiện truyền thông, cố gắng thuyết phục mọi người hợp tác với lệnh ở nhà trong thời gian đầu bùng phát Covid-19. Bằng cách trích dẫn kinh nghiệm cá nhân của anh ấy về việc tự cách ly đến mọi người. Giờ đây, Nasubi đang tận hưởng cuộc sống thoải mái và là một người luôn làm công việc thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng tại quê nhà Fukushima. Trong khi nhiều người lên án một cách chính đáng một số chương trình truyền hình thực tế là dàn dựng hoặc giả tạo, thì có lẽ sau những chương trình thế này, người xem chúng ta lại nhận ra một khía cạnh ngược lại là nỗi thống khổ mà nhiều người tham gia phải chịu đựng là hoàn toàn có thật. Truyền hình thực tế nói chung có thể tạo ra một số nội dung tuyệt vời,
nhưng nó cũng có thể gây hại cho các đối tượng đang được quay theo cách mà không ai nên làm. Và kết quả là nuôi dưỡng những tư tưởng có hại, tàn bạo trong tâm trí khán giả truyền hình. Riêng với Cải tôi nghĩ giam cầm một con người trong quãng thời gian dài như vậy có lẽ đã vượt quá xa so với định nghĩa về giải trí. Còn bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Và thử tưởng tượng thêm một chút. Nếu có một căn phòng với đầy đủ tiện nghi nhưng bạn không thể ra ngoài và chỉ sinh hoạt bằng những sản phẩm may mắn trúng thưởng, thì bạn có nghĩ rằng mình có thể sống được hay không?